Em đợi anh đến năm 35 tuổi, phần 2. Cuối cùng vẫn ích kỷ mà gửi cho anh một tin nhắn. Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác. Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội. Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi. Tử sinh cách trở đôi nơi, cùng em anh đã nặng lời từ xưa. Đôi ta những nguyện cùng già, cầm tay thuở ấy bây giờ chưa quên. Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất. Sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo, em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa. Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy. Chỉ còn nửa tháng, anh sẽ phải kết hôn rồi. Anh dọn ra ngoài cũng đã một tuần, không có gặp lại nữa, cũng không có trả lời tin nhắn của tôi. Không biết anh nhìn thấy thì có cảm nghĩ gì. Đi đến bước đường thế này hôm nay, tôi ai cũng không oán, bởi vì đã sớm có điều tỉnh ngộ, đã sớm ôm ấp ý nghĩ, được ngày nào hay ngày ấy. Mấy năm vui vẻ hạnh phúc này là do trộm về, hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi. Tôi cũng chẳng muốn chỉ tay vẽ vời nói xã hội này không công bằng, có ích lợi gì đâu. Từ trước đến nay đều là người nhát gan, không có quyết tâm và dũng khí để đi làm đấu sĩ, cho nên lại đi ẩn trốn trong góc, ra sức không gây sự chú ý cho người ta mà sống. Dù sao cũng coi như là phó phòng rồi, vào ngày anh ta dọn ra ngoài đó, chính là có rất nhiều người đến giúp đỡ, cấp dưới, công ty dọn nhà. Tôi ngồi ở sofa trong phòng khách nhìn quanh, đoàn người vào vào ra ra ở giữa rất bắt mắt. Có người gọi tôi đến giúp, tôi giả vờ không nghe thấy, đã cực lực kiềm chế. Thế nhưng sắc mặt chính mình nhịn không được lại trở nên rất khó coi. Mấy người cấp dưới này có lẽ cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt. Sao đôi câu nói đùa, thấy tôi không đáp trả, cười cười cho có lệ, không tiếp tục quan tâm tôi nữa. Thường thường trên phim truyền hình, khi chia tay, những người không liên quan đợi đến lúc sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai diễn viên chính. Thế nhưng mãi cho đến lần cuối cùng, tất thảy vật dụng gì đó đều đã được mang xuống dưới hết rồi. Anh phải đi cùng qua sắp xếp phòng mới, cấp dưới thì nhao nhao bảo anh đãi khách. Chúng tôi từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội một mình nói chuyện. Tôi ngồi trên sofa, cẩn thận nắm bắt động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng nói của anh, nghe tiếng xe ô tô khởi động. Đứng lên nhoài người ra ban công nhìn xuống phía dưới, xe đang chậm chậm rời đi. Tôi nhìn nó bắt đầu lăn bánh trên đường, nhìn nó bị các tòa nhà khác che mất, nhìn mãi đến lúc chẳng còn nhìn thấy được nữa. Đem mấy tờ giấy anh để lại, cùng bụi bặm hỗn hợp chồng chất đều dọn dẹp sạch sẽ. Lại tìm đến rất nhiều quần áo đem bỏ vào bồn ngâm, tất thảy các cửa kính đều lau qua một lần. Tôi phải tìm chút việc để làm vậy thôi. Anh vẫn mãi chống lại việc bản thân là đồng tính. Có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu như không có tôi, anh nhất định sẽ yêu một cô gái trẻ tuổi nào đó. Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tôi. Tuy rằng chúng tôi có sống chung, tuy rằng chúng tôi thường làm tình, những lời này anh vẫn chưa hề nói qua. Dường như những lời này một khi nói ra cũng là chính miệng thừa nhận thân phận của mình. Tôi cũng chưa từng nói với anh, chỉ là thời gian viết thư từng viết qua một hai lần, cảm thấy câu em yêu anh này nói ra thì lại sẽ khó xử. Tình trạng giấc ngủ trong một tuần này đã kém đến cực điểm rồi, rõ ràng là mệt chết đi được, lại nằm ở trên giường rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng nghe được vài âm thanh lớn, hoặc là đột nhiên nhớ đến anh, nhớ đến trước đây, cả người lập tức tỉnh táo lại, không thể tự nghĩ đông nghĩ tay, mà cũng chẳng thể ngủ được nữa, vẫn mở mắt to đến hừng đông. Thử qua vài lần nửa đêm thức dậy đọc sách, hoặc là lên mạng, không được nửa giờ thì lại mệt mỏi rã rời. Không được nửa giờ thì lại mệt mỏi rã rời, nằm trở lại trên giường, nhưng bản thân vô phương chìm vào giấc ngủ. Lúc học đại học thì đã nuôi được tập quán ngày ngủ đêm thức này. Bạn học đều nói tôi là con cú. Cũng từng thử qua việc dùng thuốc ngủ, cực kỳ không thích loại cảm giác tỉnh lại sau khi uống thuốc này. Sau khi tốt nghiệp, thói quen này đã chậm chậm sửa được, mà gần đây lại có dấu hiệu tái phát. Rất lâu trước đây từng nghe qua câu chuyện cũ này. Một người góa phụ mỗi đêm đều đem 100 đồng tiền tung ra ngoài, sau đó lần lượt tìm lại góc tường, dưới giường, đến khi toàn bộ đều đã tìm được thì trời cũng đã gần sáng. Hiểu rõ bà ấy là vì cô quạnh, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, vô phương thấy cảm động,
Hôm nay lần nữa hồi tưởng lại câu chuyện cũ này mới cảm thấy thương xót.